Xin chào các bạn đến với channel Film & More. Trong bài phân tích hôm nay của mình sẽ đến với một bộ phim truyền hình của nhà đài TVN, Little Women, được chấp bút bởi biên kịch Jong Seok-jeon, là biên kịch cặp bài trùng với đạo diễn lừng danh Park Chan-wook. Với sự nghiệp biên kịch điện ảnh, cô là một nhân vật không còn mấy xa lạ khi phần đông các bộ phim do cô chấp bút đều được gửi đi dự thi tranh giải và đạt giải. Thế nhưng với biên kịch truyền hình, Little Women chỉ mới là bộ phim thứ hai do cô chấp bút và cũng hợp tác với đài TVN. Cô tin tưởng đưa kịch bản của mình cho một đạo diễn nữ gần đây thành công từ Vincenzo và soundtrack one là Kim Hee-won. Little Women dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ Louisa May Alcott, người nổi tiếng theo thuyết Transcendentalist, chủ nghĩa siêu việt, và thuyết này ảnh hưởng tới phần lớn lên những cuốn sách mà bà đã viết. Các bạn hãy nhớ chi tiết này, mình sẽ phân tích sâu hơn học thuyết này ở phần sau vì nó có liên quan trực tiếp tới vấn đề gây tranh cãi trong tiêu đề của video hôm nay. Little Women gồm có 3 bộ, ra mắt lần đầu vào năm 1868, còn được biết tới với cái tên Chuyện gia đình March và từng được chuyển thể thành phim vào năm 1994, đã mang về đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc cho nữ diễn viên Winona Ryder. Và cho đến nay, dù tác phẩm này cũng đã quá lâu, nhưng những cốt lõi thông điệp của nó thì vẫn rất đương đại. Biên kịch Jong Seok-jeon đã đọc tác phẩm này từ khi còn bé, nhưng ở bối cảnh hiện tại, cô vẫn chấp nhận chỉnh sửa đôi chỗ cho phù hợp hơn. Trong nguyên tác là 4 chị em, nhưng cô đã rút lại còn 3 chị em. Người em thứ tư còn lại thì đã qua đời. Các chị em trong nguyên tác cũng có phần hơi quá hoàn hảo, nên cô cũng đã chủ động giảm bớt cái tính hoàn hảo này của các nhân vật. Trong bài phân tích hôm nay, mình sẽ có hai phần chính. Phần thứ nhất đó là cái cốt lõi trong Little Women là gì, thông qua hình tượng được xây dựng trong bản hàng là cây hoa lan xanh cùng tổ chức tinh làng hội. Phần thứ hai, mình sẽ nói về những vấn đề hiện đang gây tranh cãi về bộ phim tại Việt Nam. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào bài phân tích. Bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết là thời nội chiến với những phong trào bãi nô đang diễn ra vô cùng gay gắt tại đất nước này. Còn ở bản hàng, câu chuyện diễn ra tại thời điểm hiện đại tại Hàn Quốc. Một gia đình gồm có chị cả là Oh Jin-ju lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, khiến cô trở nên thực dụng và ám ảnh bởi tiền bạc. Em kế của cô là Oh In-kyung, làm phóng viên tại một đài truyền hình, là một người sống chính nghĩa, sẵn sàng đấu tranh vì công lý. Từ bé, hai chị em đều đã tự lập đi làm kiếm tiền để nuôi đứa em út đang học trung học tại một trường trung học nghệ thuật do có tài hội họa bẩm sinh. Gia đình từng có một em út nhưng qua đời vì bệnh vì gia đình không có tiền chữa trị. Về tính cách nhân vật, biên kịch vẫn giữ nguyên với tác phẩm gốc. Các người chị đều cố gắng hết sức để cho em út có cuộc sống bớt khổ sở hơn mình. Nhưng cũng từ đây mà mâu thuẫn xảy ra. Cả ba chị em đều có một người mẹ vô trách nhiệm đã dẫn đến họ không còn tin tưởng người trong nhà. Khi con người ta thiếu cái gì, thường họ sẽ mơ đến những thứ không có. Người chị cả, một người sống với suy nghĩ nghèo đã là cái tội. Khi gặp được Jin Hwa-yeon, một đồng nghiệp cũng bị tẩy chay tại công ty, nhưng lại có cuộc sống khá thư thái và hưởng thụ, lại rất quan tâm tới cô chị cả này. Nên chị cả Oh In-ju vô cùng quý nhân vật này. Người chị thứ hai cũng sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng khác với chị cả, cô may mắn được bà cô giàu có nhận nuôi, nên tuổi thơ của In-kyung phần nào êm đềm và dư dả hơn. Nên trái ngược với chị cả, In-kyung không bị cuốn hút bởi tiền. Cô cũng sống không gò bó, ép mình, thậm chí là có tính cách như con trai giống với tiểu thuyết. Người em út, người bị khán giả Việt Nam ra sức rủa xả nhất vì cô em út sống khá ích kỷ, không biết quý trọng tình thương của các chị. Nhưng các bạn à, mọi thứ đều có căn nguyên của nó. Người tài năng sinh ra trong một gia đình nghèo, đôi khi lại là bi kịch. Nếu cô bé được sinh ra trong một gia đình có điều kiện hơn, cô bé đã không có cái tính cách đó. Tài năng của cô bé rất được giới nghệ thuật và thượng lưu coi trọng. Dù chưa bao giờ được đặt chân tới châu Âu, nhưng cô bé lại có thể vẽ ra được những bức tranh nghệ thuật rất đậm chất châu Âu. Thử hỏi nếu được đặt chân tới, tài năng cô bé sẽ còn được phát triển tới cỡ nào? Vậy ai là người chấp cánh và phát hiện ra tài năng của cô bé? Gia đình giàu có họ Won. Nhìn lại gia đình mình thì sao? Mẹ thì cưỡng tiền mồ hôi nước mắt, ước mơ của con cái rồi trốn biệt tâm, tới mức con cái sắp chết còn không về. Các chị thì yêu thương đấy, nhưng yêu thương tới mức phải làm điều sai trái, phải bán mạng để có tiền. Đó lại chính là gánh nặng, tạo áp lực đè lên một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi. Vậy nhìn lại ba chị em này, bạn sẽ thấy nó len lỏi trong xã hội chúng ta ngày nay. Bị ám ảnh bởi tiền, ước có một người thân bảo vệ, yêu thương, nhìn nhận tài năng của mình. Họ là những người dưới đáy xã hội đang mưu cầu những thứ họ không có. Vậy thứ gì cứu vãn được đời họ? Cây lan xanh của tình làng hội. Đặc tính loại cây này nghe thoáng qua rất giống một chất kích thích gây nghiện, khiến bạn quên đi thực tại đau khổ. Nhưng về bản chất thì nó hoàn toàn khác. Khi bạn sử dụng những chất kích thích, nó chỉ giúp bạn tạm thời quên đi thực tại và những đau khổ. Đến khi tỉnh lại, cuộc đời
đời bạn vẫn thế, chẳng gì thay đổi. Nhưng với Hoa Lan Xanh, nó khiến bạn phải đối mặt với con người bên trong bạn và thúc đẩy bạn phải ngoi lên, đạt được những thứ mà bạn mong muốn bằng mọi giá, thậm chí bất chấp. Nhưng Hoa Lan Xanh này không thể tự tồn tại được, nó cần phải được cộng sinh. Nó được cộng sinh cùng cây bố bằng cách cho nó leo bám vào cây bố, và cái cây bố này được phát hiện bởi người sáng lập Tinh Lan Hội, tướng quân Won Gi-son. Về hàm ý, ông ta chính là cây bố cho những thành viên Tinh Lan Hội bám vào. Thành viên nào trong Tinh Lan Hội có ý định tách hội sẽ giống y chang đặc tính của cây Hoa Lan Xanh, nó sẽ chết trong vòng chưa đến 48 tiếng nếu tách khỏi cây bố. Đó là lý do các thành viên dường như chẳng còn một ai, còn cây bố tướng quân Won Gi-son thì chỉ còn nằm thoi thóp nhưng không chết. Nói đúng thì không được chết, ông ta phải sống để giữ biểu tượng cho Tinh Lan Hội. Bản chất của Tinh Lan Hội là gì? Đó là nó đưa những người dưới đáy xã hội ngoi lên đỉnh cao và đạt được những thứ mình không có được. Tất cả các thành viên của Tinh Lan Hội đều là những người nghèo phải đi lính, nhưng nhờ Tinh Lan Hội họ trở thành những anh hùng có được tiền bạc và danh vọng. Con gái của vị tướng quân là Won Sang-ha đam mê làm diễn viên nhưng không theo đuổi được. Nhờ Hoa Lan Xanh, cô có thể diễn và đạo diễn được cả cuộc đời của người khác. Bây giờ sẽ tới vấn đề gây tranh cãi. Về vụ việc này, ngay từ khi xem tập đầu tiên, mình sẽ biết ngay sẽ có ngày này, là vì một nhân vật trong phim là viên đại tướng Won Gi-son từng chỉ huy tại chiến tranh Việt Nam và là người sáng lập Tinh Lan Hội thông qua việc ông ta phát hiện ra một giống lan xanh tại Việt Nam và đem về Hàn Quốc. Nhưng khi đem về, nó không còn thụ phấn được nữa nên phải được chăm sóc đặc biệt. Việc biên kịch gợi nhắc tới vấn đề này cũng chẳng có gì đáng nói cho đến tập 8. Một câu thoại được cắt ra của một nhân vật phụ đã làm dậy sóng tranh cãi. Bây giờ ở chương 2, mình vẫn chưa vội khẳng định mà sẽ phân tích vấn đề này ở cả hai góc độ. Góc độ thứ nhất đó là nhà làm phim Hàn không chủ đích xuyên tạc, và góc độ thứ hai đó là nhà làm phim Hàn có chủ đích xuyên tạc. Ai từng xem qua kênh của mình chắc sẽ hiểu, mình chỉ phân tích vấn đề chứ không đưa ra câu khẳng định và luôn cố gắng trung lập nhất có thể. Mình biết khi làm những vấn đề này mình phải nhận lấy rất nhiều dislike, nhưng tiêu chí của kênh mình là phân tích mọi vấn đề xoay quanh phim ảnh nên mình không vì view mà ngại nói đến những vấn đề dẫu nó có nhạy cảm gây tranh cãi. Và đặc biệt cũng không khác những video trước, mình luôn cân nhắc người xem trước. Video này cũng vậy, nếu xem đến đây bạn là một người nhạy cảm, một người yêu nước cực đoan thì mình nghĩ tới đây các bạn nên thoát ra vì có thể nội dung tiếp theo không phù hợp với bạn. Film & More xin cảm ơn. Nếu nói về vấn đề xuyên tạc, đầu tiên chúng ta phải biết hai chữ xuyên tạc là gì. Theo từ điển Việt Nam, xuyên tạc tức là trình bày sai sự thật với dụng ý xấu. Và vấn đề gây tranh cãi bắt nguồn từ câu thoại của nhân vật này đã dấy lên cáo buộc nhà làm phim Hàn xuyên tạc, kèm theo những câu comment rủa xả cáo buộc phim đã đưa một tay lính lên làm anh hùng. Nhân vật nói ra câu thoại này chỉ là một nhân vật phụ tên là Lee Yong-kwi, từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam và sống sót. Trong ngữ cảnh này, nhân vật người chị thứ hai là Oh In-kyung tới gặp nhân vật này để hỏi thông tin về tổ chức Tinh Lan Hội với ý định lật đổ tổ chức này. Người này mới đề cập tới nhân vật Choi Do-hee, một tay lính thiện chiến dưới trướng của tướng quân Hoa Won. Ngữ cảnh này, nhân vật này đang kể khả năng chiến đấu của Choi Do-hee để cảnh báo ông ta là một kẻ rất đáng sợ, cô gái này nên tránh xa. Đây là một thủ pháp rất bình thường, dường như lúc nào các bạn chẳng thấy nhà làm phim Hollywood xây dựng để đề cao người lính của họ, và những tay lính đánh thuê thiện chiến kiểu nhân vật này đâu có gì là quá xa lạ. Cái vấn đề khiến tranh cãi đó là vì nó nhắc tới Việt Nam. Nếu xét trong việc viết thoại ở phân cảnh này, câu thoại của nhân vật này nếu có sửa thành tiêu diệt lính Iraq thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cốt truyện chính, vì nhân vật này được thông tin là tham gia cả chiến tranh Việt Nam lẫn chiến tranh Iraq. Vậy nếu trong câu thoại của nhân vật này thay đổi thành bất cứ quốc gia nào cũng được, vì yếu tố nhắc tới Việt Nam trong kịch bản chỉ có một vai trò, đó là tư liệu thông tin của background nhân vật này. Và nếu ai xem phim đều sẽ thấy ông lính một chọi 100 này không được nhắc đến như một anh hùng. Ông ta bị săn lùng tới mức phải vào sống ẩn dật trong rừng sâu. Người được xưng anh hùng là nhân vật đại tướng chứ không phải ông lính một chọi 100 này. Vấn đề thứ hai đó là ông ta có khả năng một chọi 100 vì ông ta tham gia tổ chức Tinh Lan Hội và hít phải Hoa Lan Xanh, sau đó dường như trở thành một con người khác, chẳng khác gì bị ma ám. Nhưng mình đã đề cập ở trên, Tinh Lan Hội được đặt theo tên một loài hoa lan. Hoa lan này thuộc loài hoa Epipogium alphalum, nhưng loài hoa này vốn dĩ không có màu xanh như trên phim. Tác giả đã cho lai ghép với màu sắc của giống hoa lan hồ điệp xanh, nhưng cả hai loài lan nêu trên đều không có vụ kích thích thần kinh, gây ảo giác gì cả. Chính biên kịch cũng đã công nhận đây chỉ là yếu tố hư cấu huyền bí hóa giống cây này. Trong phim, hoa lan này được nhắc đến là bóng ma Việt Nam. Đây là cách gọi của những người sống sót sau chiến tranh Việt Nam. Những ai đang sinh sống tại Hàn Quốc, các bạn có thể kiểm chứng. Những người lính từ chiến tranh Việt Nam về không nhận được bất cứ sự ưu ái nào hay được phong anh hùng như các bạn vẫn nghĩ. Họ giờ đây đều làm những công việc lao động. Nếu tới sân bay Hàn
Quốc, nếu bạn bắt gặp một bác lớn tuổi vẫn chạy xe taxi, bạn sẽ rất dễ bắt gặp những cựu binh tham gia chiến tranh Việt Nam ngày trước. Họ đa số khá căm phẫn với nhà nước hiện tại vì họ bị xem chẳng khác gì một công cụ. Theo quan điểm của mình, chiến tranh vốn dĩ đã là tội ác. Những tay lính của tất cả các nước tham chiến tại Việt Nam đều là tầng lớp nghèo, cần tiền. Nếu có tiền, chẳng ai chọn đi bỏ mạng tại xứ người cả. Và khi chiến tranh, phe nào cũng chỉ có một mục tiêu là phải tiêu diệt đối thủ càng nhiều càng tốt. Các viên tướng đã đặt ra chỉ tiêu cho các tiểu đoàn phải tiêu diệt đúng số người quy định, với tiêu chí thà giết nhầm hơn bỏ sót, từ đó mà gây nên thảm sát. Nhưng rồi cuối cùng, những tên lính cũng chỉ là công cụ. Trong bộ phim, kẻ được hưởng lợi chính là tay tướng quân khi có địa vị và tiền bạc. Chưa tới phiên mình phẫn nộ thì chính những người lính này đã phẫn nộ rồi. Cốt lõi là nhà làm phim muốn gửi cái thông điệp này, chứ không phải vấn đề Việt Nam. Như mình đã đề cập ở trên, tác giả Louisa May Alcott là một người theo chủ nghĩa siêu việt. Chủ nghĩa này vốn dĩ mang tính chất tiên tri hơn là khẳng định tư biện. Nghe thì rắc rối, nhưng đơn giản việc đề cập yếu tố này chỉ với mục đích xác nhận đức tin của tinh lang họ trong phim, không phải để kiểm tra lại những nền tảng thông tin của nó về Việt Nam có thật hay không. Cây hoa lan vốn dĩ đã là hư cấu, thì dĩ nhiên cái tinh lang hội cũng làm gì có thật. Thông tin trong bộ phim nói nhóm người này xuất hiện tại một hậu cần y tế của Mỹ. Đây cũng là không có thật, vì tất cả các nước tham chiến, hậu cần y tế mỗi quốc gia sẽ được đặt ở những nơi khác nhau chứ không sử dụng chung. Vậy tóm lại, đây là một tổ chức hư cấu. Trong phim ảnh, các tác giả có thể sáng tạo một nhóm tổ chức hư cấu dựa trên những sự kiện có thật trong lịch sử. Một số ví dụ điển hình trong Marvel Comics, tổ chức Hydra bao gồm những thành viên của Đức Quốc xã và Đế quốc Nhật theo chủ trương cực đoan. Nhóm này từng đứng sau kế hoạch lật đổ, tiêu diệt thủ tướng Nhật để xây dựng chế độ quân phiệt. Tổ chức này đứng sau rất nhiều âm mưu khủng bố kể từ vương triều thứ 3 của Ai Cập cho đến những sự kiện lịch sử quan trọng của thế giới. Hay tổ chức Kingsmen được sáng lập bởi một quý tộc người Anh cũng luôn âm thầm đứng sau can thiệp rất nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Trong phần mới nhất khởi nguồn trong After Reddit, tổ chức Kingsmen đã đứng ra dàn xếp một âm mưu sẽ được hé lộ ở phần tiếp theo. Dĩ nhiên hai tổ chức này cũng là hư cấu, chẳng có thủ tướng Nhật nào bị tổ chức tiêu diệt cả, cũng chẳng có vụ một tổ chức người Anh nào là người đứng ra dàn xếp cho hai đế quốc Đức và Nga bao giờ. Nhưng cả hai series này kể từ khi ra mắt đến giờ, chưa có những quốc gia nào có liên quan lên tiếng bảo người Mỹ xuyên tạc lịch sử bao giờ. Thế nếu chỉ vì một câu thoại này mà vội kết luận xuyên tạc thì cũng chưa thấu đáo, vì bản chất của xuyên tạc phải có dụng ý xấu. Phía Hàn Quốc cũng chả thu được mục đích gì từ câu thoại này, vì thế hư cấu hóa chưa chắc đã là xuyên tạc nếu nó không có dụng ý xấu. Việt Nam chúng ta cũng sử dụng thủ pháp hư cấu hóa này chứ không chỉ riêng ai. Nên tóm lại, nếu xét những luận điểm này, phía nhà làm phim Hàn Quốc không chủ đích xuyên tạc Việt Nam. Vấn đề Việt Nam bị xuyên tạc thì đây không phải là lần đầu và cũng không riêng gì phim ảnh. Vậy khi họ chủ đích xuyên tạc nước ta, chúng ta nên làm gì? Chúng ta cấm chiếu, đòi họ gỡ bỏ trên nền tảng. Đúng, nhưng chưa triệt để. Vì cấm ở Việt Nam, cả thế giới vẫn coi được. Một bên đã có dụng ý xuyên tạc, tức là họ muốn mọi người suy nghĩ theo cách của họ. Có hai cách ta nên làm. Cách thứ nhất, hãy kiện họ. Ít nhất họ phải bồi thường về tinh thần bằng cách xin lỗi. Cách thứ hai, chúng ta phải chiến đấu với sự giả dối đó, là khơi dậy sự thật. Chúng ta hãy làm một bộ phim lột tả những đau thương mất mát của dân tộc ta và những việc xấu xa của họ đã gây ra một cách chân thực nhất có thể. Và bộ phim ấy nếu được phát trên những nền tảng lớn, bạn bè quốc tế sẽ biết đến. Nếu nó đủ tầm ảnh hưởng, sau này phía muốn xuyên tạc có làm thêm chục bộ phim xuyên tạc nữa thì bạn bè quốc tế cũng không tin và thậm chí là cười vào mặt khi họ đã biết được hết sự thật. Đây chính là cách của chính Hàn Quốc phản ứng với sự xuyên tạc của Nhật Bản. Theo mình, đây là cách không những hiệu quả mà còn triệt để dài lâu. Chỉ đơn giản sự xuyên tạc giả dối sẽ bị vùi lấp bằng sự thật. Sự việc này không phải là lần đầu, dù Hàn Quốc không phải là đất nước duy nhất gieo tội ác tại Việt Nam. Nhưng Hàn Quốc lại luôn trở thành tâm điểm mâu thuẫn mỗi khi đụng chạm đến. Nhìn lại sự việc lần này cũng thế. Mình bảo đảm những người xem phim mỗi tuần vẫn không hề biết tại sao bộ phim này lại gây tranh cãi. Vì nếu bỏ đi yếu tố Việt Nam này, bộ phim vẫn hay về mặt nghệ thuật. Còn đa số những bạn lao vào phùng mang trận má lại đến từ phần đông những bạn chưa hề coi phim, dù chỉ một tập. Có một tổ chức mình nghĩ còn ghê hơn cả tinh lang họ trong phim, đã góp phần châm ngòi kích động vì nhóm này rất lão luyện trong việc này, không chỉ riêng gì sự kiện lần này. Mình hy vọng đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối mình nhắc tới một cá nhân hay một tổ chức khác. Đó là nhóm này.
nhóm này đã cắt ra hình ảnh gây tranh cãi này, kèm theo cả một bài sớ nghe thoáng qua thì rất cao cả, nhưng cuối cùng cũng chỉ với mục đích kích động chống phá. Đây là thành phần chính Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh từng kịch liệt lên án. Hết content, trang này sẽ lôi cả phim ảnh ra kích động, nhưng về bản chất là cũng không biết cảm phim. Mình chân thật khuyên các bạn hãy tránh xa cái trang này nhất có thể. Nó chẳng khác gì Tinh Lan Hội với Hoa Lan Xanh ảo giác đâu. Nếu bạn xem nó chỉ chứa trang đầy lòng hận thù trong đấy. Bạn sẽ căm phẫn tất tẩy hết cả cái vũ trụ này, chứ không riêng gì những nước xuyên tạc Việt Nam ta. Hãy tỉnh táo các bạn nhé. Còn về những tay lính Hàn Quốc từng gieo rắc tội ác tại Việt Nam, chính những người lính này cũng đã chủ động gặp mặt xin lỗi bồi thường cho nạn nhân. Vì thế việc phẫn nộ, thù hằn hay tha thứ nên để lại cho những nạn nhân, những người trong cuộc, chứ chúng ta không cần lập nên những tổ chức gồm những chí sĩ yêu nước online chuyên đi kích động kiểu này để làm gì cả. Những tổ chức này cũng tựa như Cây Lan Xanh và Tinh Lan Hội trong phim, thấy, biết và hiểu thì nên tránh xa, bởi vì nó mới thực sự là những bóng ma Việt Nam. Những gì ông đã nói thì tôi biết chiến tranh, ông cũng là nạn nhân mà tôi cũng là nạn nhân. Nhưng mà bản thân tôi cũng muốn rằng là những vị muốn rằng các ông sẽ xin lỗi chúng tôi để cho chúng tôi xoa dịu bớt cái nỗi đau của gia đình chúng tôi. Tôi xin lỗi. Chết cũng đã chết rồi, cho nên tôi không nhắc lại nhiều, thêm đau lòng. Thì tôi cũng thấy cũng trong lòng cũng nhẹ đi vì những cái lời nói của ông cầu khẩn như vậy. Mình biết khi làm content này, mình cũng vấp phải rất nhiều vấn đề. Nhưng vì mình tin, người xem của mình cũng là những người xem phim thông minh, hiền minh và sáng suốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video phân tích hôm nay của mình. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một subscribe và like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Chúc các bạn luôn an yên. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye, see ya.